Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Ban tổ chức đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018. Công tác kiểm tra đã hé lộ bất ngờ lớn tại lễ hội lần này, khi có thể sẽ trình diễn pháo hoa mặt nước với số lượng lớn. Ban tổ chức đã cho di tản toàn bộ tàu thuyền ra khỏi khu vực không an toàn. Pháo hoa trên mặt nước đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, độ khó cao. Khác với pháo hoa chỉ thiên, với các tầm thấp, trung, cao, pháo hoa mặt nước có độ lan tỏa rộng nên buộc phải đảm bảo bán kính an toàn. Hiện lực lượng thuộc đội cảnh sát giao thông đường thủy và thủy đoàn 2 thuộc cục cảnh sát giao thông đóng tại Đà Nẵng đã tuần tra, đẩy đuổi các tàu cá, ghe nhỏ còn neo đậu quanh khu vực khán đài và bãi bắn để đảm bảo không có sự cố đáng tiếc. Cùng ngày, Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Miên đã kiểm tra các bộ phận an ninh trật tự, cháy nổ, thông tin liên lạc và yêu cầu lắp thêm bậc tam cấp để người già, trẻ em lên xuống dễ dàng chống té ngã. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.